Lục Châu hài lòng gật đầu, dựa theo cái quy luật này mà nói, thiên thư lĩnh hội, mỗi lĩnh hội 100 lần, liền hội thu hoạch được một phần thiên thư khai quyển, bất quá, lần này keo kiệt điểm, chỉ ban thưởng một cái, cái này 100 lần, có thể không ngắn, cũng không nói, tùy tiện lật qua liền có thể đạt đến 100 lần. Oanh, âm âm, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, Lục Châu còn chưa mở miệng hỏi, liền có âm thanh truyền đến đến đến, các chủ, bát tiên sinh giống như đột phá, biết, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi ra đông các nội tâm nhưng cũng im lặng chẳng lẽ cái này loại thả rông lại càng dễ đột phá chiêu nguyệt quanh năm lưu tại sơn thượng trở lại ma thiên các về sau chính mình cũng không ít chỉ điểm nàng thậm chí còn giúp nàng khứ trừ thể nội hàn độc theo lý thuyết có lão phu dạng này danh sư chỉ điểm nàng đột phá tốc độ càng nhanh một ít mới là ngược lại là để lão bát đoạt trước cùng lúc đó từ quá động bên trong lão bát chư hồng cộng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra bách kết động minh phát thân mặc dù còn không có khai diệp cao độ so hắn còn thấp một đoạn có thể tốt xấu tháng là bách kết động minh trụ lùi kim liên như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt đa tạ nhị sư huynh chỉ điểm chư hồng cộng hướng phía ngô thượng nhung thật sâu thở dài ngô thượng nhung ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá tay trái thả tại trên bàn đá trường sinh kiếm bên trên lộ ra cười nhạt nói ngươi bản thiên phú không kém trước đây công pháp mặc dù không đúng nhưng cũng giúp ngươi tổn trữ đại lượng nguyên khí bảo thiên y giúp ngươi chiều cố rất lớn nhị sư huynh nói chính là tại trong lòng ta nhị sư huynh tối cường chư hồng cộng liền lật mông ngựa mô thượng nhúng lên mắt nhìn hắn thản nhiên nói thật sao chư hồng cộng vội vàng nói Láo bắt ta câu câu là thật phát ra từ phế phủ nhị sư huynh và liền đứng bắt ta nói đùa Băng vào ta cái này đâu cũng lừa gạt không ngài à ngay tại chư hồng cộng không ngừng vỗ mong ngựa lấy thời điểm đến đến đoan mộc sinh bài kiến nhị sư huynh đoan mộc sinh cầm trong tay bà vương thương đứng tại tư quá đọng bên ngoài cùng lúc đó lãnh la hoa vô đạo hoa nguyệt hành phan ly thiên đám người tại phan trọng bác quái phía dưới cũng tò mò xuất hiện tại tư quá động phụ cận đoạn hành thân là khách nhân chỉ là đi theo nơi xả quan sát như thế kinh thế kiếm đạo thiên tài nếu nói không có điểm lòng hiểu kỷ kia gần như không có khả năng đúng lúc nhìn thấy đoan mộc sinh đến đến tư quá động trước hành lễ tam sư đệ người giống như trước đây ngô thượng nhung xuất hiện tại tư quá động khoanh tay chào hỏi một tiếng đoan mộc sinh hướng phía ngô thượng nhung lại lần nữa chắp tay nói ra nghe phan trọng nói nhị sư huynh bị sư phụ bắt sống giải vào tư quá động làm sư đệ sao dám không đến bái kiến trong lời nói có chuyện mặt ngoài là cung cung kính kính hữu lễ có thể cảm giác trên có kia một điểm chế nhạo ý tứ cách đó không xa phan trọng nghe cái này lời nói lào đảo hạ ta mẹ nó dễ dàng sao ta hảo tâm thông chi các vị như thế nào lời đến tam tiên sinh chỗ đỏ biến vị đạo phan ly thiên bắt lấy phan trọng cánh tay hận thiết không thành mà nói sợ cái gì sợ không có sợ lao lão phan cái này đây chính là nhị tiên sinh à phan trọng không có sức lực nói lão hủ biết phan ly thiên nhìn sang nguyên liền không có chút nào sợ sợ không nói tới bất quá công giả ai không kính sợ phan ly thiên nói ra sợ đều bị ngươi phải cái này đường hoàng cũng là đủ đủ phan trọng lườm hắn một cái không nói thêm gì nữa có thể cẩn thận từ trước đến nay phan ly thiên vào nam Gia bắc trải qua nhiều thiếu sinh tử thậm chí tiến nhập quá hắc mục xâm lâm khoảng thời gian này phan trọng cùng với phan ly thiên không ít nghe phan ly thiên nói khoác hẳn quá khứ mưu thượng nhung mỉm cười nói tam sư đệ so trước kia cường không ít nhận được sư phụ chỉ điểm có tiểu thành Đoan Mộc Sinh nói ra vài diệp, chưa qua tam diệp. Chúc mừng. Đoan Mộc Sinh nói ra, nghe Phan Trọng nói, nhị sư huynh Tu Vi bị phong, sư đệ bất tài, muốn cùng nhị sư huynh luận bàn một chút. Khoảng thời gian này, hắn nghiêm mặt dựa theo sư phụ chỉ điểm, tại thác nước bên trong rèn luyện, thậm chí không sử dụng nguyên khí, duy chỉ có thiếu khuyết kẻ đối tượng luyện tập. Lão niên các mấy cái kia lão gia hỏa càng đừng hy vọng, không có nguyên khí, một quyền quật ngã, luyện lại nhiều, nếu là không có đối thủ làm thí nghiệm, thực trong lòng ngứa khó nhị vừa nghe đến nhị sư huynh trở về còn bị trói buộc tu vi đoan mộc sinh liền ngay lập tức chạy tới dù là biết hội bại cũng phải đi thử một chút hoa vô đạo cảm thán nói đoan mộc sinh cái này khi bại khi thắng tính tình thật sự là một câu khó nói hết hoa nguyệt hành thầm nói tam tiên sinh giống như thật lâu không có tìm ngài luận bàn khu phụ hoa vô đạo nét mặt già nô cứng đờ ho khan mấy lần ngươi như thế nào rồi ta không sao cùng lúc đó mưu thượng nhung đánh giá đoan mộc sinh ôn hòa nói nghe sư huynh một lời khuyên ngươi bây giờ còn rất yếu không thử một chút làm sao biết yếu không kém đoan mộc sinh nhắc lên trong tay bà vương thương lòn xòa một tiếng ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi luận bàn thời điểm ta không hội sử dụng nguyên khí lúc này chư hồng cộng đi đến tư quá động trước liên tục khoát tay hai vị sư huynh cần gì chứ lão bát người đi ra đoan mộc sinh nhìn cũng không nhìn chư hồng cộng mưu thượng nhung lắc đầu thở dài nói cũng tốt hắn nhắc lên trong tay trường sinh kiếm món tay cái nhẹ nhẹ vừa nhấc vụt trường sinh kiếm ra khỏi vỏ tay trái cầm kiếm hướng bình chướng về một cái bình chướng mở ngô thượng nhung cứ như vậy đi ra thấy cảnh này phan ly thiên gật đầu tán thưởng cùng lão hủ ý nghĩ đồng dạng coi từ gì vũ khí độ phù hợp cùng chủ nhân đạt đến hoàn mỹ thời điểm Liên có thể khống chế nhập vi nếu là tại hiểu được trận pháp Liên có thể nhẹ nhóm tìm tới bình chướng lỗ hổng tuy tiện ra vào phan ly thiên nói ra cái này một điểm phan ly thiên đã từng cùng tiểu diên nhi nói qua ngô thượng nhung đi ra từ quá động thời điểm trực tiếp đền đến đến đoan mộc sinh trước mặt rất thân cận cơ hồ chỉ có nửa thước khoảng cách luận cái đầu mưu thượng nhung còn muốn cao một chút mưu thượng nhung dáng người càng thêm thon dài một ít đoan mộc sinh thì là càng thêm khôi ngô cái này khẽ dự gần càng thêm rõ ràng cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn mưu thượng nhung chính là như thế hắn rõ ràng không có nguyên khí lại có dũng khí có cái này dũng khí đứng tại đoan mộc sinh nửa thước địa phương quả nhiên đền đến đoan mộc sinh tuần tự lui một bước nhị sư huynh xin chỉ giáo đoan mộc sinh chắp tay đồng môn luận bàn không cần đa lễ mưu thượng nhung phong khinh vân đạo hắn cầm trong tay kiếm hưởng trên mặt đất cắm xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đoan mộc sinh liên là cái này bức tư thái để đoan mộc sinh đến khí không nói nhảm thêm nữa nhắc lên trong tay bà vương thương đâm thẳng mà tới thương thuật cùng kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu thiên nhất quyết vốn là thương thuật cùng kiếm thuật công pháp chỉ dựa vào thuần nhục thân lực lượng có thể đem bà vương thương xử đến cảnh giới này hoàn toàn chính xác thiếu có mưu thượng nhung tại chỗ chưa động hô mũi thương hàn mang một điểm đến đến trước mặt ngô thượng nhung hoài hơi nghiêng người tay do lên món trò tay phải cùng ngón giữa xuất hiện tại hơi thở trước đó phanh Nạnh xinh xinh kẹp lấy bá vương thường mũi nhọn đám người kinh hô một tiếng dạng này cũng đi ngay sau đó ngô thượng nhung hướng sau kéo một phát đoan mộc sinh hướng về phía trước đánh tới ngô thượng nhung lách mình hướng về phía trước một trưởng vỗ ra Ừm, uhm. đoan mộc sinh sắc mặt biến hóa chịu lực lui lại đồng thời ngô thượng nhung chậm rãi nói ra lực lượng lớn hơn kỹ xảo thực chiến ít hơn so với kinh nghiệm sư đệ ngươi còn kém xa lắm đoan mộc sinh vốn là tranh cường hào thắng người tại lòng hào thắng phương diện hơn xa vu chính hải cùng ngu thượng nhung ngu thượng nhung trực tiếp chọc giận đoan mộc sinh đoan mộc sinh gầm thét một tiếng hai tay cầm bà vương thương chân đạp mặt đất lăng không vọt lên bà vương thương mùa đến hồ hồ sinh phong lăng lẹ vô cùng ngu thượng nhung đi bộ nhàn nhã một bên lui một bên tránh ho 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 đầu thương luôn tại ngu thượng nhung nửa tắc địa phương dừng lại đủ không để người bà vương thương vung lên từ trên sùng dưới thương ảnh xuất hiện đám người kinh hô đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể đem bà vương thương tốc độ phát huy đến nước này có thể thấy được khoảng thời gian này tại thác nước bên trong rèn luyện tiến bộ rất lớn thấy được đám người liên tục tán thưởng bà vương thương tốc độ càng lúc càng nhanh xuất hiện đạo đạo trọng ảnh hoa vô đạo gật đầu cái này là thiên nhất quyết bà vương thương bên trong liệu nguyên bách kích nhắc cầu tác khí có thể ra trên trăm đạo thương ảnh nếu là mang lên nguyên khí có thể xuyên thủng tứ tự lục hợp ấn con là hoa trưởng lão hiểu xâm nhập thụ giáo cái này lời nghe quái quái có thể không biết hay sao một chiêu này liệu nguyên bách kích hoa vô đạo không biết nhìn bao nhiêu lần có một đoạn thời gian liên ngủ mộng thấy đều là bà vương thương lung tung đâm động lúc cải bóng liệu nguyên bách kích chiêu tiếp theo chính là điệp lãng thiên trọng xem ra đối thủ có một ít nhìn trộm đoan mộc sinh hoa vô đạo nói ra điệp lãng thiên trọng vừa mới nói xong liên nhìn thấy bà vương thương chăm đạo cái bóng tiêu thất tiếp theo hướng nhảy lên trông khởi thương ảnh mọi người ở đây coi là Mưu Thượng Nhung muốn bởi vì khinh địch mà thua thiệt thời điểm. Mưu Thượng Nhung mỉm cười, rút lên trường sinh kiếm đến đến. Hu, vù vù, dung càng nhanh kiếm nhanh, càng cực hạn động tác. Khoa trương hơn kiếm ảnh đáp lễ ra ngoài. Phanh phanh phanh, hai đại thiên dài vũ khí va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Mỗi một kiếm đều đánh trúng Bá Vương Thường, mỗi một kiếm đều cực hạn chuẩn xác mà không sai. Ừm, uhm, cuối cùng một kiếm, Từ giới lên trên vung lên, dung chặt tư thể đánh trúng Bá Vương Thường mũi nhọn, thiên trọng đẹp lãng còn chưa hoàn thành, liền ngã bay ra ngoài. Đoan Mộc Sinh Lang không sao lật, rơi xuống thời điểm, nhận lực lui lại, liên tục lui mấy chục bước, phanh, phía sau lưng đâm vào trên vách đá, một ít đá vụn ứng thanh rơi xuống, Song Phương dừng tay, cái này là Đoan Mộc Sinh tự nhận là tối cường hai chiêu, lại tại ngu thượng nhung mặt trước, không chịu được như thế nhất kích, Đoan Mộc Sinh có chút khó mà tiếp nhận, thấy cảnh này đám người trầm mặc không nói, hắn nhóm đều bị ngu thượng nhung, cái này nhìn như đơn giản một chiêu kinh đến, nhất là Pha Ly Thiên, Lãnh La cùng hòa Vô Đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xe môn đạo hắn nhòm rõ ràng ngu thượng nhung là như thế nào luyện thành như thế thuần thục kiếm đạo đoan mộc sinh không phục làm nắm chặt bá vương thương nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt ngu thượng nhung muốn lại lần nữa xông đi lên ngu thượng nhung mở miệng nói từ bỏ đi hắn trở lại nhất chuyển trường sinh kiếm đưa về vỏ kiếm tiếp tục nói không có ý nghĩa tại sao không có ý nghĩa đoan mộc sinh không hiểu nếu là gặp được cường giả liền muốn nhận thua cái kia sao còn nói thế nào tiến bộ ngu thượng nhung mỉm cười không có giải thích mà là nhìn về phía người quan chiến bày lớn như vậy kim Đình sơn liền không có một cái người biết hàng sao nói bóng gió ngươi nhóm người nào tới khuyên khuyên cái này lăng đầu thanh đi hoa vô đạo mở miệng đoan mộc sinh không cần đánh liền hoa trưởng lão cũng nhận vì ta đánh không lại nhị sư huynh đoan mộc sinh nhíu mày có chút không quá cao hứng hoa vô đạo ho khan hai lần nói ra đến nhị tiên sinh mức này kiếm thuật cũng tốt thương thuật cũng được đều là thuật giết người đều là trải qua người chết ta sống rèn luyện cũng không đủ thiên truy bách luyện coi như tại thác nước bên trong luyện lại lâu cũng không có khả năng chiến thắng nhị tiên sinh. Lãnh la gật đầu nói, đúng là như thế. Phan Ly Thiên cũng nói, lão hủ cũng cho là như vậy. Những người khác thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Nhìn xem lão niên các lão đầu, bình thường hắn nhóm gặp ma thiên các đệ tử đều là gọi thẳng tên. Hiện nay gặp mưu thượng nhung, lại xưng hô nhị tiên sinh. Cái này không phải khác nhau đổi đãi sao? Đoan Mộc Sinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, chưa hẳn. Hắn đột nhiên nâng thương cưỡng ép, sau trước đó càng thêm mãnh liệt công kích, như bài sơn đào hải đánh tới, đám người lên tiếng kinh hô không nghĩ tới hắn lại đột nhiên công kích ngô thượng nhung mỉm cười liên tục nghiêng người nói khẽ quá chậm thương thế như mưa càng ngày càng dày đặc nhìn thấy người hoa mắt ho 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 bà vương thương mang theo trận trận mũi thương xẻ gió chọc ngô thượng nhung thủ thế hướng bên trên lại không đùa lại mà là đột nhiên hướng về phía trước lui đoan mộc sinh vẫn thật là không thể không lui nếu không bà vương thương quá dài vô pháp phát huy uy lực hắn chưa vừa lui ngô thượng nhung lại lần nữa tới gần tốc độ nhanh hơn hắn lại lui hô trường thương hướng một đề, 180 độ hướng bên trên, đại xoay tròn vung mạnh cánh tay, không tệ, đáng tiếc, chậm, mưu thượng nhung đã đến đến đoan mộc sinh bên người, đám người lần lượt lắc đầu, bắt đắc sĩ thở dài, đây chính là tranh lệch, trời cùng đất ở giữa tranh lệch, ngay tại đại gia coi là đoan mộc sinh tất bại thời điểm, đoan mộc sinh đột nhiên bộc phát ra nguyên khí, oanh, hương bốn phía phóng xạ, mưu thượng nhung tu vi vốn liền là bị phong bế, đừng mũi triệu xào, giống như là bị một cố khí đạn bay như vậy, lăng không hướng sau. Hô, Ngu thượng nhung mặt ngoài rất bình tĩnh, khí huyết lại tại cuồn cuộn, đơn thuần kỹ xào để hắn nhìn qua tuyệt không chật vật, thậm chí rất tiêu sấy thẳng tắp bay về sau, chậm rãi rơi xuống. Đinh, trừng trị ngu thượng nhung, ban thưởng 300 điểm công đức, hiện trường lặng ngắt như tờ, rất hiển nhiên, đoan mộc sinh phá hư quy tắc, hắn sử dụng nguyên khí, bộc phát ra nguyên khí về sau, đoan mộc sinh lập tức giống như là yếu siêu như vậy, mà đi tiếp tục truyền đấu ý niệm, thẹn đèn muốn chui xuống đất, hắn lại sử dụng nguyên khí tình hùng dưới, y nguyên không thể đánh bại ngu thượng nhung chỉ là đem hẳn đánh lui con có cái gì có thể nói đâu kẻ yếu sẽ hội kiếm cớ bầu không khí trở nên có chút xấu hổ cũng không biết kết thúc như thế nào yên lặng chỉ chốc lát đoan mộc sinh mới đi đến ngu thượng nhung thần trước cung cung kính kính thở dài nhị sư huynh là ta vô lễ việc nhỏ ngu thượng nhung không có để ở trong lòng nói ra đám người một trận bất đắc dĩ liền đoan mộc sinh đều không thể thủ thắng lời nói những người khác liền càng miễn bàn đúng lúc này phía sau đám người truyền đến nhất đạo mang theo trách cử thay ngâm đến đến đây chính là người cái gọi là kiếm đạo đám người hai mở vội vàng hướng lui lại đồng thời không người các chủ lão tiền bối lục châu chắc tay mà tới ánh mắt đào qua đám người trực tiếp đến đến hai người trước mặt đoan mộc sinh sắc mặt đại biến quy sùng nói sư phụ đồ nhi biết sai đồ nhi chỉ là cùng nhị sư huynh luận bàn một chút mưu thượng nhung một mặt ngạo nghễ không nói gì tư quá động bên trong chứ hồng cộng cũng là quỳ xuống hành lễ đồ nhi bái kiến sư phụ đồ nhi may mắn được sư phụ chỉ điểm may mắn đạp vào nguyên thần kiếp cảnh thành công cô động bách kiếp động minh pháp thân lục châu nhìn thoáng qua chư hồng cộng cái này một điểm ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn thời gian 3 tháng chư hồng cộng không chỉ bài trừ thân thể bên trong sao động năng lượng con thành công bước vào nguyên thần kiếp cảnh lục châu tiện tay vung lên bình trường biến mất ý vị này chư hồng cộng có thể rời đi từ quá động chư hồng cộng đại hỉ dập đầu nói đa tạ sư phụ sư phụ khoan dung độ lượng thần uy cái thế vạn thọ vô cương cái này mong ngựa thật cứng nghe tê cả ra đầu nghe thương tâm rời lệ cái này là bực nào vẻ mặt mới có thể đánh ra dạng này mông ngựa lục châu nhìn thấy chư hồng cộng độ trung thành tại trướng cái này liền là đủ chư hồng cộng rời đi từ quá động đến đến bên người mọi người lục châu ánh mắt rơi vào ngô thượng nhung thân đến đến tính danh ngô thượng nhung thân phận quân tử quốc nhân tộc cảnh giới nguyên thần kiếp cảnh trói buộc lần đầu nhìn thấy ngô thượng nhung thời điểm chính là những tin tức này cũng không kỳ quái cũng không kinh ngạc ngô thượng nhung bị lục châu ánh mắt thấy được có chút kinh ngạc đành phải cúi đầu nói sư phụ lúc trao đối mặt ngu thượng nhung là một cái mấy người cử động hắn hướng phía ngu thượng nhung chắp tay nói lão phu không dám nhận ngu thượng nhung giật nảy mình ngu thượng nhung chưa từng gặp qua sư phụ như vậy cúi đầu bao nhiêu năm rồi một mực cao cao tại thượng sư phụ bề nghệ chúng sinh làm sao lại nói ra cái này lời cái này một tiếng lão phu không dám nhận quả thực để ngu thượng nhung giận nảy mình ngu thượng nhung lúc này như rời gối quỳ nắm đấm sử trên mặt đất ánh mắt rơi xuống để sư phụ hướng đồ đệ hành lễ ngô thượng nhung cho dù có thiên đại kiêu ngạo cũng không không chịu đựng nổi lục châu tại chỗ chưa động nhìn xem như rời gối quỷ ngô thượng nhung Phút dâu nói có đôi khi không cần thiết kiêu ngạo sẽ hội hại người kiếm vốn là là lánh ngạo một ít ngô thượng nhung nhìn dưới mặt đất nói ra tự tin quá mức chính là tự phụ tự phụ làm che giấu hai mắt ngươi thật sự cho rằng ngươi kiếm thật vô địch thiên hạ lục châu thản nhiên nói không dám ngô thượng nhung áp thắt tiếng nói không ngươi có dũng khí lục châu đề cao âm điệu theo hẳn âm điệu đề cao những người khác thấy được kinh hồn táng đảm hắn nhóm nên thở mạnh cũng không dám đều tại hiếu kỳ cái này đương thời đệ nhất tại ma đầu là như thế nào điều giáo đám này nhiệt đồ lại là dạy như thế nào ra dạng này bất thể kiếm đạo thiên tài đồ nhi không dám ngô thượng nhung lại lần nữa hạ giọng đứng lên mà nói ngô thượng nhung liền giật mình dựa theo trước kia tác phong làm việc nên là trùng điệp trừng trị mới đúng như thế đột nhiên đến phong cách hắn chợt nhớ tới thất sư đệ nội tâm trăm ban nghi vấn Mưu thượng nhung chậm rãi đứng dậy lục châu nói ra cầm kiếm tới hắn không muốn dùng chính mình vị danh nâng tay phải lên đám người tiến kiếm phụ cận người đưa mắt nhìn nhau tại trò cũng chỉ có chu kỳ phong chỉ dùng kiếm cao thủ nếu là liên điểm ấy ánh mắt đều không có khoảng thời gian này tại ma thiên các thật sự là toi công lăn lộn chu kỳ phong liều mạng rút kiếm của mình ra đưa qua thả tại lục châu trong lòng bàn tay lục châu đưa tay trói lọi rơi vào trên lưỡi kiếm quang mang xe qua người đã xưng bản tọa sư phụ bản tọa lợi dụng sư phụ thân phận nhìn một cái ngươi có gì tiến bộ ngô thượng nhung lộ ra kinh ngạc biểu lộ không dám đi cầm trường sinh kiếm. Lục Châu gặp hắn chưa động, khẽ quát một tiếng, đâm tới, không có sử dụng nguyên khí, kiếm thế linh động, uyển như du long, có lẽ là bởi vì kiếm chất liệu không hề tốt, tại sử dụng thời điểm, xuất hiện rõ ràng lay động, có thể chính là cái này lay động cảm giác, để kiếm thế trở nên phức tạp nhiều biến. Ngô Thượng nhung sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể khinh thường bất luận kẻ nào, duy chỉ có không dám khinh thường sư phụ, cái này một kiếm đâm tới, hắn liền ngay lập tức nhận ra, chiêu này xuất từ Quy Nguyên kiếm quyết, cái này là hàn am hiểu nhất kiếm thuật lưu lại cấp tốc lưu lại rút lên trường sinh kiếm quất tới thiên giai vũ khí đụng phải cái khác tầng cấp vũ khí đều là một kết quả hô Lục trâu kiếm trong tay trên dưới rung động dùng quỷ dị góc độ tránh khỏi trường sinh kiếm đại thủ buông lỏng đi kiếm đưa ra ngoài Ừm, đính tại ngô thượng nhung phía sau trên vách tường cách hắn cổ chỉ có nửa tấc không đến luận kinh nghiệm các chủ rõ ràng thắng được luận kỹ xảo tự hồ cũng là các chủ càng mạnh nhị tiên sinh quá y lại trường sinh kiếm coi là sẽ chém loạn cái kia thành vũ khí đáng tiếc hẳn sai hoa vô đạo tán thưởng gật đầu lãnh la nói ra không chỉ như thế chiến đấu còn đánh vỡ thông thường kiếm không chỉ là kiếm thích hợp thời điểm có thể là đao cũng có thể là ám khí lục châu đem kiếm nén ra ngoài chính là ám khí dùng pháp đa số tu hành giả đều dựa vào nguyên khí điều khiển vũ khí cho nên cơ bản không có gặp được trước mắt loại tình huống này cơ hội mưu thượng nhung kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác rất phong phú thậm chí cũng không ít sinh tử kinh nghiệm duy chỉ có không có dạng này vật lộn kinh lịch thua cũng hợp tình hợp lý lục cho một kiếm thắng được chắc tay nói đây chính là kiếm đạo của ngươi Ngu thượng nhung nói không ra lời hắn cảm giác vừa rồi một kiếm kia tràn ngập sơ hở hắn có một trăm loại một vạn loại phương pháp phá giải lại lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức hắn biết chính mình hội bại lại không nghĩ rằng hội bị bại đơn giản như vậy sư phụ cao tuổi sử dụng vũ khí bình thường chiến thắng sử dụng trường sinh kiếm chính vào năm đó ngu thượng nhung cái này đâu chỉ cao hơn một bậc chư hồng cộng hưng phần nói sư phụ thần uy cái thế kiếm thuật đệ nhất thiên thu lời còn chưa nói hết chư hồng cộng nên cảm thấy chung quanh ánh mắt khác thường đánh tới toàn bộ giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn ngô thượng nhung chắp tay nói sư phụ dạy phải đinh điều giáo Mưu thượng nhung thu hoạch được điểm công đức 500. ban thường cũng rõ ràng so cái khác đồ đệ cao hơn nhiều cái này cũng trách không được lục châu mưu thượng nhung hoàn toàn chính xác quá kiêu ngạo lục châu nhìn xem trong tay hắn trường sinh kiếm nói ra ngươi khi nào đạp vào bát diệp nhớ không rõ ngô thượng nhung nghĩ nghĩ lại bổ sung, ước chừng nhanh trăm năm đi. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem càng là lên tiếng kinh hô. Ngô Thượng Nhung thuật nhìn vẫn là còn trẻ như vậy, cái này để người ta như thế nào không ước ao ghen tị. Lại quay đầu nhìn nhìn lão niên các phải kẻ lão đầu. Ai, người so với người, tức chết người. Tối hồ thẹn liền là hoa vô đạo. Tại tướng mạo bên trên, hắn so lạnh la cùng pha ly thiên đều muốn lão. Có thể hắn hiện tại mới thất diệp, đạp vào bát diệp, càng là xa xa khó vời. Thế nhân đều nói ma thiên các chín cái đệ tử, từng cái thiên phú kinh người, đúng là như thế cái này để hàn nhóm không thể không nhớ tới cái kia cổ linh tinh quái cầu tiên sinh tiểu diên nhi nàng mới nhập môn 6 năm không đến dựa theo cái này tu hành tốc độ không được bao lâu liền hội nghiền ép sư huynh sư tỷ đang đỉnh đệ nhất nhân lục châu vuốt dâu nhìn xem mưu thượng nhung ngươi vì cái gì không phải cửu diệp vấn đề này là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỳ mới hỏi dù mu thượng nhung thiên phú trăm năm thời gian làm gì cũng có thể đột phá đến cửu diệp mu thượng nhung hồi đáp ta muốn sống lục châu nhờ tới cung nguyên đâu nghĩ thầm mưu thượng nhung cùng vu chính hải đều là bát diệp cường giả có lẽ hẳn nhóm đều làm qua cùng loại nếm thử vân triều am đã chết đi tịnh ngôn càng là chứng thực cái này một điểm cửu diệp hấp thu thọ mệnh người giống như vu chính hải đều đang tận lực áp chế tu vi lục châu không chớp mắt nhìn xem mưu thượng nhung mưu thượng nhung nghe được vấn đề này bác đắc dĩ lắc đầu nói trên đời này không có người có thể qua cái này đại nạn cửu diệp bắt quá là thượng thương hạn định một cái cấm khu thôi bất luận kẻ nào mưu toan đạp vào cấm khu liền muốn chôn vui tính mệnh Đồ Nhi nhập môn ngày đầu tiên, liền biết rõ đạo lý này. Sư phụ, ngài vì cái gì còn muốn cố chấp sùng dưới? Đám người cũng là nhất kinh. Chứ chính Lục Châu biết rõ hắn tu vi chỉ là thần đỉnh hóa đạo cảnh giới, nhưng ở những người khác xem ra Lục Châu là danh phù kỳ thực, nguyên thần tiếp cảnh bát diệp, kim lên phát thân cảnh giới đại viên mãn. Lão nhân gia ông ta tìm kiếm đột phá củ diệp, tối bình thường bất quá, cho nên lời nói này dừng lại, càng giống là đồ đệ khuyên cáo sư phụ, không còn làm vô vị nếm thử, cần gì cùng chân lý đối lập. Lục Châu nhướng mày, lão phu làm việc cần ngươi đến chỉ điểm đồ nhi không dám mưu thượng nhung lại lần nữa tự xưng đồ nhi người tới lục châu nói ra phan trọng cùng chu kỳ phong đồng thời hướng về phía trước một trạm lục châu nói ra đem trường sinh kiếm lấy đi phan trọng cùng chu kỳ phong mọi người ở đây liền hai người bọn họ địa vị không cao trẻ tuổi cho nên bản năng là một ít việc vặt chuyện đương nhiên có thể là muốn hàn nhóm đắc tội ngu thượng nhung cái này chẳng khác gì là muốn mạng của bọn hắn Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong cũng chỉ là do dự một chút mà thôi, lớn nhỏ có là phân rõ ràng. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong giống như là cá mè một lứa, lẫn nhau cho cái ánh mắt khích lệ, đi tới, đến đến ngu thượng nhung trước mặt Phan Trọng nói ra, nhị tiên sinh, thật có lỗi, kiếm đối với một tên truy cầu kiếm đạo cực hạn tu hành giả mà nói, cùng mệnh nhất dạng, không khác chút nào, Ngô thượng nhung há lại sẽ nguyện ý, sư phụ, kiếm con người con, ngu thượng nhung lại lần nữa quỳ xuống, đem trường sinh kiếm áp trên mặt đất, đám người sụt xịt, không nghĩ tới cao ngạo như vậy nhị tiên sinh hội vì một thanh kiếm, làm ra như vậy tư thái. Có thể nghĩ lại, hắn bái người, là sư phụ của hắn, là hắn thụ nghiệp ân sư. Mặc kệ trước kia như thế nào, Lục Châu cũng nhận nổi hắn quỳ bái. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong không dám lên trước cường ép cướp đoạt, chỉ có thể bắt đắc dĩ nhìn xem mưu thượng nhung. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Hắn nhóm đem ánh mắt thả tại Lục Châu thân bên trên, lặng chờ mệnh lệnh. Bắt đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép, kiếm, hoàn toàn chính xác trọng yếu. Có thể không đến mức phản ứng cái này đại lục cho nhìn xem quỳ trên mặt đất mưu thượng nhung nói ra ngươi quá mức ỷ lại trường sinh kiếm đến mức kiếm đạo của ngươi chỉ trệ không tiến mưu thượng nhung nhìn dưới mặt đất nói ra đồ nhi kiếm đạo không phải vũ khí có hạn mà là kim liên có hạn sư phụ kiếm con người con nghe được tâm tình của hắn có rõ ràng bà động bản tọa cho ngươi một cái cơ hội thắng bản tọa kiếm lưu lại lục cho nhìn xem mưu thượng nhung đám người một trận lắc đầu muốn như thế nào thắng thực lực cách xa cái này không phải cơ hội này bằng với là tại cự tuyệt Ngô Thượng Nhung nhìn xem trường sinh kiếm, tóm lấy, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, liền cùng trước đó đoan mộc sinh không hề khác gì nhau, biết rõ hội bại, cũng phải thử một lần, cầm kiếm mà đi, dậm chân vọt tới trước, hắn dùng đơn giản nhất, lưu loát nhất chiêu thức, lách mình hướng về phía trước, không có nguyên khí kiếm đạo, so đấu chính là kiếm thuật kỹ xảo, một kiếm đâm ra, lục trao đơn trường đập thân kiếm, lại đâm lại đập, đâm, kích, điểm, chọc, gọt, bổ, hết thảy có thể sử dụng chiêu thức, đều tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Khoa mắt Ngô thượng nhung chỉ dựa vào nhục thân lực lượng mang theo trận trận gió mát tiêu sái phiêu giật quy nguyên kiếm quyết khẩu quyết từ nhập môn đến cuối cùng từng chữ hiện lên ở trong đầu của hắn ban đầu thời điểm kiếm như ảnh đến trung kỳ kiếm như gió đến cuối cùng kiếm như cùng phong mưa rào lục châu ung dung không vội không ngừng vỗ tay là năm tu hành ký ức phảng phất tự mình kinh lịch quy nguyên kiếm quyết thủy chung là lục châu truyền thụ cho ngô thượng nhung luận hỏi thăm trình độ hắn không thể so ngô thượng nhung kém tăng thêm hắn tập bách gia chi trường, hiểu được lợi và hại yêu thiếu lấy hay bỏ. Dù cao tuổi, lại biểu hiện không hề giống là cái tuổi này là có dáng vẻ. Mưu thượng nhung nhanh, lục châu liền nhanh. Mưu thượng nhung chậm, lục châu liền chậm. Mỗi một trường đều vừa vạn xếp hạng trên người trường sinh kiếm. Phanh phanh rung động, đám người thấy được thẳng lắc đầu, không khỏi thở dài. Các chủ đối quy nguyên kiếm quyết hiểu quá rõ. Nhị tiên sinh mỗi một chiều mỗi một thức đều tại các chủ trưởng khấu bên trong. Đám người gật đầu phụ họa, rất hiển nhiên. Lục châu đối quy nguyên kiếm quyết lĩnh ngộ, không kén gì ngu thượng nhung cứ việc lục châu không có phản kích có thể hàn hóa giải ngu thượng nhung hết thảy công kích mạnh hơn một bậc ai từ nhị tiên sinh xuất thủ một khắc này hắn liền thua hoa vô đạo nói ra hắn vốn là tại trên kỹ xào không bằng các chủ tại khí thế lòng tin tầm tính lại bị áp chế mất đi nhuệ khí ừm lục châu lần này súng tay độc ác đột nhiên phát lực chặng trường đập trên người trường sinh kiếm ngu thượng nhung trên tay buông lỏng kiếm thoát tay mà ra đoàn xoảng rơi xuống chiến đấu kết thúc lục châu thu về bàn tay chắc sau lưng hờ hững nhìn xem trên đất trường sinh kiếm tư quá động trước hoàn toàn yên tĩnh mặc dù đây chỉ là một hồi không có sử dụng nguyên khí chiến đấu có thể luận kỹ xảo lục châu đã thủ thắng coi như cho hắn nguyên khí thả tại liều chết tương bắc chiến trường bên trong cũng là không có phần thắng các chủ liến người tù vi đều có thể trói buộc ngươi còn thủ đoạn nào nữa mưu thượng nhung ngạo khí tiến một bước bị chèn ép nghiền nát sư phụ nhập tam hồn mà lưu lại tay mưu thượng nhung hỏi người cách kiếm đạo đại thừa còn kém xa lắm lục châu vuốt dâu vung tay áo tiếp tục nói vu chính hải cũng là như thế Mu thượng nhung được làm vua thua làm giặc thua liền không có lý do bên thắng nói cái gì đều đúng lục châu nhìn hắn mặc dù không nói chuyện có thể về mặt đó tựa hồ còn có không phục thế là vuốt dâu nói quy khứ lai hề nhập tam hồn nhập thai quang sảng linh ưu tinh thai quang ký thác nhục thân lực lượng sảng linh ký thác ý chí linh hồn ưu tinh ký thác bất sinh bất diệt vô cực chi đạo hồn vi âm phách vì dương Nói đến đây, Mưu Thượng Nhung nói ra, đồ nhi thuộc nằm lòng, hắn còn đều ngạo, tự xưng là toàn bộ nhớ kỹ, bất quá không có người hoài nghi hắn. Dù sao đương thời có thể đạt đến hắn cái này kiếm đạo cao đủ, cũng không có mấy người, người đã không phục, vậy lão phu liền sẽ dạy dạy ngươi, cái gì là chân chính kiếm đạo. Hắn chợt nhớ tới xuyên qua trước sở học đồ vật, lớn chủng ký ức, tại trong lúc bất chi bất giác đạt đến một loại vô pháp nói rõ dung hợp, cái này loại dung hợp, để hàn đối với tu hành, có tân kiến giải, mưu thượng nhung quá kiêu ngạo, nếu là không thể ép một chút niềm kiêu ngạo của hắn sau này tất nhiên ăn thiệt thôi trầm ngâm một lát lục châu vuốt sâu thong dong nói kiếm đạo cảnh giới tối cao chính là là không có kiếm thẳng có kiếm không có kiếm thẳng có kiếm đừng nói là ngu thượng nhung liên đến liền tại trận người cũng là nghe đến không hiểu ra sao ngược lại là đoan mộc sinh chặt nhờ tới lúc trước bình trường vỡ vụn thời điểm sư phụ từng phía trên ma thiên các tự mình thi triển thiên quyến hữu huyết thời điểm chỉ điểm kiếm đạo kia lúc hẳn có lĩnh ngộ có thể cũng không có toàn bộ minh bạch cho nên, hắn nghe đến so những người khác phải nghiêm túc, còn có lão niên các ba vị trưởng lão, lập tức đến hào hứng, muốn nghe một chút các chủ một phen cao kiến, những người khác càng là không dám thở mạnh, hy vọng có thể đến đến một ít cảm ngộ. Lục Châu nói ra, kiếm phân tam đẳng, nhất đẳng thứ dân chi kiếm, người người có thể dùng, xuống đến người buôn bán nhỏ, lên tới thiên tử vương thần, bất quá là hành hung đấu ác, rêu rao khắp nơi, nhị đẳng chưa thánh chi kiếm, dùng dung vũ vì phong, dùng trung thánh vì kiệp, lấy kiếm đạo tranh phong. Tân đẳng thiên tử chi kiếm dùng bách cốc vi phong sơn hải vì ngạc chế dùng ngũ hành mở dùng âm dương cầm dùng xuân hạ đi dùng thu đông cử thế vô song thiên hạ quy phục đao cũng là như thế nói đến đây lạng ngắt như tờ toàn trường cũng chỉ có lục châu thanh âm từng chữ từng chữ mà rơi vào trong tai của mỗi người cái này là đạo môn kiến giải mà ngươi lấy kiếm đạo tranh phong nhiều nhất nhị đẳng mưu thượng nhung ánh mắt phức tạp chiếu thuyết pháp này đại sư huynh vu chính hải muốn cướp bạc thiên hạ lệnh thiên hạ quy phục hắn đau là đệ tam đẳng lục châu nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa biết rõ trong lòng của hắn nghĩ nói ra vu chính hải nghĩ lấy bách quốc vi phong thiên hạ quy phục bất quá hắn còn không có bản sự này nhiều lắm là cũng là nhị đẳng mưu thượng nhung tỏa ra lòng hiếu kỳ nói ra người nào là tam đẳng